nhập môn chữ xì ngộ tánh tịch tụ của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ noa ngộ tất cả pháp lìa sự ồn náo nhập môn chữ phà ngộ tất cả pháp không có quả báo nhập môn chữ tắc ca ngộ tất cả pháp lìa tánh chất chứa nhập môn chữ giật ta ngộ tánh tướng suy lão của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ trước ngộ tất cả pháp không dấu chân, nhập môn chữ cha, ngộ tánh đuổi bước nhau của tất cả pháp bất khả đắc, nhập môn chữ trạch, ngộ chỗ cứu cánh của tất cả pháp bất khả đắc. Thiện hiện nên biết môn chữ trạch này có thể ngộ nhập vào tận cùng của pháp không. Ngoại trừ những chữ này, nếu biểu thị các pháp không thì bất khả đắc. Vì sao? Vì nghĩa các chữ này không thể tuyên thuyết, không thể nêu rõ, không thể viết, không thể chấp thủ, không thể quan sát vì lìa các tướng. Thiện hiện nên biết, thí như hư không là chỗ quay về của tất cả vật. Những môn chữ này cũng lại như thế, nghĩa không của các pháp đều nhập vào môn này mà được hiển rõ. Thiện hiện nên biết nhập vào chữ suy này vân vân, gọi là nhập vào môn chữ Đại Bồ Tát nào đối với môn chữ này đạt được trí thiện xảo. Đại Bồ Tát ấy đối với các âm thanh, ngôn ngữ được trình bày, được biểu thị đều không quái ngại, đối với tánh không bình đẳng của tất cả Pháp đều có thể nắm giữ được hết, đối với các tiếng nói đều được thiện xảo. Đại Bồ Tát nào có thể nghe và nhập vào môn các chữ này, xác định tướng trạng của nó, xác định câu cú, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông thạo về người giảng nói không có sự chấp trước, chẳng mong danh dự lợi dưỡng cung kính. Do nhân duyên này được 30 món công đức thủ thắng lợi ích, những gì là 30 nghĩa là được nghĩ nhớ rõ mãnh, được tàm quý hơn, được sức kiên cố, được pháp trì thú, được tăng thượng giác, được thù thắng tuệ, được sự biện tài vô ngại, được môn tổng trì, được không nghi hoặc, được gặp lời thuận, không ưa lời trái, không ghét, được an trụ bình đẳng, không phân biệt cao thấp, được dùng lời khéo léo đối với hữu tình, được uẩn thiện xảo, được giới thiện xảo, được xứ thiện xảo được chân lý thiện xảo, được duyên khởi thiện xảo, được nhân thiện xảo, được duyên thiện xảo, được pháp thiện xảo, được trí căn thắng liệt thiện xảo, được tha tâm trí thiện xảo, được thần cảnh trí thiện xảo, được thiên nhĩ trí thiện xảo, được túc trụ tùy niệm trí thiện xảo, được sanh tử trí thiện xảo, được lậu tận trí thiện xảo, được xứ phi xứ trí thiện xảo, được vãng lai trí thiện xảo, được oai nghi lộ trí thiện xảo đó là ba mươi công đức thủ thắng lợi ích thiện hiện nên biết khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đạt được môn văn tự đà la ni này phải biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện câu hỏi tiếp theo của ông là thế nào thì biết đại bồ tát hướng đến đại thừa thiện hiện nên biết đại bồ tát nào siêng năng tu hành sáu pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác với mức độ như vậy nên biết các đại bồ tát ấy hướng đến đại thừa cụ thọ thiện hiện bèn thưa phật rằng thế nào là đại bồ tát siêng năng tu hành pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào biết được tất cả pháp không từ đâu đến cũng không đi về đâu vì sao vì tất cả pháp không đi không đến không xuất phát cũng không tới đích do đó nên các pháp không biến hoại Đại Bồ Tát này không nhớ nghĩ, chẳng suy tư về địa bắt đầu. Tuy tu nghiệp trị địa, nhưng chẳng thấy có địa ấy. Đó là Đại Bồ Tát siêng năng tu hành sáu pháp ba la mật đa, từ địa này đến địa khác cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát tu nghiệp trị địa? Phật bảo thiện hiện, khi trụ ở địa thứ nhất, các Đại Bồ Tát phải khéo tu trị 10 loại thắng nghiệp. Những gì là 10? Một là dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu trị nghiệp, tịnh thắng ý lạc vì tướng lợi ích của nó bất khả đắc. Hai là phải dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp bình đẳng tâm đối với tất cả hữu tình. Vì tất cả hữu tình đều bất khả đắc, Ba là phải dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị tất cả nghiệp xà thí. Vì người bố thí, kẻ nhận, vật thí đều bất khả đắc. Bốn là dùng vô sở đắc làm phương tiện, phải khéo tu trị nghiệp thân cận thiện hữu vì không chấp trước đối với thiện hữu. Năm là dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu tránh pháp vì giáo pháp ấy bất khả đắc sáu là dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp thường muốn xuất gia vì sự xả bỏ gia cư ấy bất khả đắc bảy là dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp mến kính thân phật vì nhân của các tướng hảo bất khả đắc. Tám là dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp xiển dương giáo pháp, vì giáo pháp được phân biệt bất khả đắc. Chín là dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp phá hoại kiêu căng ngạo mạn, vì các pháp hương thịnh bất khả đắc. Mười là dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp, thường ưa nghe lời chân thật vì tất cả ngôn ngữ đều bất khả đắc. Thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ nhất các đại Bồ Tát nên khéo tu trị mười tháng nghiệp này nhờ vậy mà địa thứ nhất mau được viên mãn. Lại nữa thiện hiện khi chủ địa thứ hai các đại Bồ Tát nên tu tập và tư duy tám pháp khiến cho chúng mau viên mãn. Những gì là tám một là thanh tịnh giới, hai là biết ơn trả ơn, ba là trụ vào năng lực an nhẫn, bốn là thọ hoan hỷ tối thắng, năm là chẳng bỏ hữu tình, sáu là thường khởi đại bi, bảy là đem tâm kính tin học hỏi vâng lời, cúng dường sư trưởng như phụ thờ chư Phật, tám là siêng năng tu tập cầu ba la mật đa thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ hai các đại bồ tát nên tránh tư duy nên siêng tu học làm cho tám pháp này mau được viên mãn lại nữa thiện hiện khi chủ địa thứ ba các đại bồ tát nên tinh cần an trụ năm pháp những gì là năm một là siêng cầu đa văn thường không nhàm chán pháp đã được nghe cũng chẳng chấp trước văn tự hai là đem tâm vô nhiễm thường hành pháp thí tuy giáo hóa rộng rãi nhưng chẳng tự cao ba là vì trang nghiêm tịnh độ nên trồng các căn lành tuy dùng hồi hướng nhưng chẳng tự cao bốn là vì hóa hữu tình tuy không nhàm chán mỏi mệt với sanh tử vô biên nhưng chẳng buông lung năm là tuy trụ vào tàm quý nhưng không chấp trước Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ ba, các đại Bồ Tát phải thường an trụ năm Pháp này không được tạm rời lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ tư các đại bồ tát nên thọ trì không bỏ mười pháp những gì là mười một là chẳng lìa bỏ chỗ vắng vẻ hai là thường thích ít ham muốn ba là thường ưa chi túc bốn là thường không lìa bỏ công đức đầu đà năm là thường không lìa bỏ các học xứ sáu là phải sanh tâm nhàm chán xa lìa bảy là thường ưa phát khỏi tâm tương ưng với niết bàn tám là thường ưa xả bỏ tất cả vật chín là bất cứ lúc nào tâm cũng chẳng mê muội, mười là thường không luyến trước tất cả sự việc. thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ tư các đại bồ tát nên thọ trì không xả bỏ mười pháp này. lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ năm các đại bồ tát nên xa liềm mười pháp. những gì là mười một là nên xa lìa gia cư hai là nên xa lìa bí sô ni ba là nên xa lìa nhà keo kiệt bốn là nên xa lìa hội chúng tranh cãi tức giận năm là nên xa lìa sự khen mình chê người sáu là nên xa lìa mười nghiệp đạo ác bảy là nên xa lìa tăng thượng mạn tám là nên xa lìa sự điên đảo chín là nên xa lìa sự do dự mười là nên xa lìa tham sân si thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ năm các đại bồ tát nên xa lìa mười pháp này lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ sáu các đại bồ tát nên viên mãn sáu pháp nên xa lìa sáu pháp thế nào là viên mãn sáu pháp nghĩa là nên viên mãn sáu pháp ba la mật đa như bố thí thế nào gọi là xa lìa sáu pháp nghĩa là nên xa lìa sáu tâm hạ liệt những gì là sáu một là nên xa lìa tâm thanh văn hai là nên xa lìa tâm độc giác ba là nên xa lìa tâm nhiệt não bốn là nên xa lìa tâm thấy người hành khất đến mà không vui bực bội năm là nên xa lìa tâm đã bố thí vật sở hữu rồi luyến tiếc ăn năn sáu là nên xa lìa tâm tìm cách lẫn tránh người đến cầu xin Thiện hiện nên biết, khi chủ địa thứ sáu, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn sáu Pháp đã nói trước và nên xa lìa sáu Pháp nói sau lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ bảy các đại bồ tát thường nên xa lìa hai mươi pháp thường nên viên mãn hai mươi pháp thế nào là thường nên xa lìa hai mươi pháp một là thường nên xa lìa sự chấp ngã cho đến chấp kiến hai là thường nên xa lìa chấp đoạn ba là thường nên xa đìa chấp thường bốn là thường nên xa đìa chấp tưởng tướng năm là thường nên xa đìa chấp kiến sáu là thường nên xa lìa chấp danh sắc bảy là thường nên xa lìa chấp uẩn tám là thường nên xa lìa chấp xứ chín là thường nên xa đìa chấp giới mười là thường nên xa lìa chấp sự thật 11 là thường nên xa lìa chấp duyên khởi, 12 là thường nên xa lìa chấp trước ba cõi, 13 là thường nên xa lìa chấp tất cả pháp, 14 là thường nên xa lìa chấp đối với tất cả pháp đúng lý và không đúng lý, 15 là thường nên xa lìa kiến chấp y Phật 16 là thường nên xa lìa kiến chấp y pháp, 17 là thường nên xa lìa kiến chấp y tăng, 18 là thường nên xa lìa kiến chấp y giới, 19 là thường nên xa lìa kiến chấp y không, 20 là thường nên xa lìa nhàm chán sợ sệt tánh không. Vì sao gọi là thường nên viên mãn 20 pháp? Một là thường nên viên mãn thông suốt không, hai là thường nên viên mãn chứng được vô tướng, ba là thường nên viên mãn biết vô nguyện, bốn là thường nên viên mãn thanh tịnh ba luân, năm là thường nên viên mãn sự thương xót hữu tình nhưng không chấp trước hữu tình, sáu là thường nên viên mãn sự thấy tất cả pháp tánh bình đẳng và ở trong đó không có sự chấp trước, bảy là thường nên viên mãn sự thấy tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và ở trong đó không có sự tình. Sáu là thường nên viên mãn